Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Thành phố Hồ Chí Minh khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi. Các nạn nhân của Tân Hoàng Minh nhiều khả năng sẽ được nhận lại tiền. Một trẻ em tử vong nghi ngộ độc bắn được phát trong đêm hội trung thu. Chelsea thắng đẹp Fulham ở vòng 7 ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hưởng ứng tháng hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam năm 2023, trong tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm khám chữa bệnh miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Trong suốt tháng 10, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu 100% bệnh viện đa khoa thành phố, đa khoa khu vực quận huyện, trung tâm y tế tổ chức thực hiện khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại địa phương. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên sẽ được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn điều trị bệnh thông thường miễn phí. Với người cao tuổi sức yếu, đi lại khó khăn, người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên thì tổ chức khám, tư vấn sức khỏe tại nơi cư trú, tùy theo tình hình thực tế tại bệnh viện. Các bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tăng cường tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo cho người cao tuổi nghèo khó, sống ở khu vực nông thôn, bị khuyết tật, không có lương hưu, bảo hiểm xã hội. Với mong muốn thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát quy hoạch, pháp lý, khả năng phát triển các khu đất dọc vành đai 34 và tuyến metro số 12. Với định hướng này, nhiều đô thị, dự án nhà ở tại thành phố đã và đang dần hình thành, thu hút cư dân dọc các tuyến đường vành đai. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang dần hoàn tất. Đang có khoảng 10 cụm đô thị được quy hoạch dọc theo tuyến metro này. Giao dịch mua bán bất động sản tăng đáng kể. Với chính sách cho người nước ngoài mua nhà trả dần trong 3 năm, tiện ích đa dạng, việc di chuyển thuận lợi lên trung tâm bằng metro, nên tôi đã quyết định mua để ở. Để phát triển đô thị theo mô hình giao thông TOD, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất lộ trình thí điểm theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là triển khai TOD cho vùng phụ cận của vành đai 3 và metro số 1. Giai đoạn 2 triển khai tiếp các vùng phụ cận các nhà ga đường sắt đô thị 2, 3 và đường sắt quốc gia. TOD nó là một cái nền tảng để mà tích hợp các cái quy hoạch lại với nhau, quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch về xây dựng, quy hoạch về giao thông, quy hoạch về môi trường. Có thể nói TOD là định hướng phát triển bền vững, giúp thành phố định hình, cải tạo đô thị theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông công cộng. Quay xe có lẽ là quyết định đúng đắn nhất khi đi qua đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày này, vì mỗi lần triều cường dâng cao, nước từ kênh Tẻ bắt đầu ồ ạt tràn vào, gây ngập con đường này. Nhiều người đã bị chết máy xe, phải dắt bộ khi đi qua đường Trần Xuân Soạn. Triều đạt đỉnh lại thường rơi vào khoảng giờ tan tầm, khiến giao thông đi lại qua khu vực này hết sức khó khăn. Là cái đường này là đường chính của quốc lộ, mà đề nghị nhà nước phải nâng cấp đường lên cho cô, là người dân đi qua lại được, những người đi bộ và những người đi xe. Nó ảnh hưởng quá trời luôn. Về một tuần, một tháng thế này nó cứ lên hai lần nó mất gần 10 ngày rồi. Một tháng mà làm ăn cái gì còn có 2-7 ngày nữa. 27 ngày nữa là nó cực lắm. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 10 sẽ có hai đợt triều cao, đợt giữa tháng có khả năng thấp hơn đợt cuối tháng. Mực nước đỉnh triều cao nhất tháng và thấp nhất tháng xuất hiện vào tuần cuối tháng ở mức xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2022. Theo dự báo của cơ quan thủy lợi, mùa lũ 2023 ở đồng bằng sông Cửu Long là lũ nhỏ, diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Trên thực tế thì những ngày qua, vùng đầu nguồn sông Cửu Long đã bắt đầu đón lũ. Tuy nhiên, con nước đổ về chậm và ít hơn trung bình nhiều năm. Những năm trước, vào tháng 8 âm lịch là huyện Tân Hưng, vùng trũng Đồng Tháp 10 của tỉnh Long An. Ngoài đồng, nước đã ngập từ bụng đến ngang ngực. Năm nay, lũ về trễ và thấp hơn mọi năm. Nhiều bà con vùng lũ mong nước lên cao để có thêm nhiều cá tôm, có thêm sinh kế mùa lũ, cải thiện thu nhập. Quá họ còn không có là đông dân mặn cái gì cũng thất bại chứ cái gì cũng gì chứ lợp đò câu lưới này kia nọ ai cũng mặn bắp bên không có được cái là suôn sẻ là không có được như mong lắm. Lũ thấp dự báo mùa mưa lại kết thúc sớm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ như thiếu phù sa và nhiều khó khăn khác. Mong sao bệnh là sẽ không được đối đôi. Một số cái đối tượng dịch hại là mở rộng hàng ngang rộng.
Theo Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do nước lũ về chậm nên tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đến sớm và gây gắt hơn so với năm trước. Vì vậy, các địa phương cần có những giải pháp để chủ động phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024. Hơn 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội đã được lực lượng công an điều tra, khám phá. Đây là thành tích nổi trội được Bộ Công an công bố trong buổi họp báo thông báo về tình hình kết quả công tác quý 3 năm 2023 vào chiều qua. Sự kiện có công bố thông tin điều tra liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, các nạn nhân của Tân Hoàng Minh nhiều khả năng sẽ được nhận lại đầy đủ số tiền bị lừa đảo. Bộ Công an cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự xã hội ổn định, không có diễn biến đột xuất bất ngờ. Ngoài số vụ phạm tội được điều tra, khám phá với hơn 19.600 đối tượng, Công an cũng triệt phá 23 băng nhóm tội phạm. Nổi lên 3 loại tội phạm có diễn biến phức tạp khác với các năm trước là cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cho biết, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu. Cũng theo Bộ Công an, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 6.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 8.600 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, số tiền này đã được cơ quan điều tra thu đủ. Khi tòa án tuyên bố và kết luận là Tân Hoàng Minh lừa đảo, cái tang vật này, cái tài sản này sẽ được trả lại cho người dân. Bộ Công an cũng trả lời nhiều vấn đề nóng như công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động đấu giá biển số. Tiếp theo trong mảng an ninh trật tự, giải cứu 4 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ ở Gia Lai. 77 hộ dân nơm nớp sống dưới chân tử thần trên quốc lộ 20. Tối ngày 1 tháng 10, một bé gái đã tử vong nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh được phát trong đêm hội trung thu được tổ chức tại chung cư Palm Hai, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29 tháng 9, chung cư Palm Hai tổ chức vui Tết Trung Thu cho trẻ nhỏ là con em của các cư dân sinh sống trong chung cư và nhân viên phục vụ của chung cư. Ban tổ chức đã phát quà, phát bánh cho các cháu. Đến ngày 30 tháng 9, sau khi ăn bánh, một bé gái 6 tuổi có biểu hiện nôn ói và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiều ngày 1 tháng 10, cháu bé được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ kê toa thuốc rồi cho bé về. Đến 21 giờ cùng ngày, cháu bé tím tái môi, kèm bứt rứt và được đưa trở lại bệnh viện Lê Văn Thịnh để cấp cứu. Lúc này bé đã hôn mê, nhịp tim, huyết áp không đo được. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Trong ngày 1 tháng 10, có thêm 5 cháu bé cùng ăn bánh từ đêm hội trung thu cũng có triệu chứng tiêu chảy và nôn ói, sốt. Chiều ngày 2 tháng 10, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công các em nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Ia Bờ Lứ, tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pư cho biết các cháu đã được đưa về gia đình an toàn. Trước đó khoảng 4 giờ chiều hôm qua, 4 em nhỏ trên đường đi chăn bò về. Khi đi qua con suối Ia Bờ Lứ đoạn qua thôn Thủy Phú thì bất ngờ nước lũ tràn về nhanh. Lúc này một cháu nhỏ nhanh chân chạy được lên bờ suối. Ba em còn lại leo lên tảng đá cao giữa suối. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước suối dâng cao khiến các cháu bị mắc kẹt giữa dòng nước lớn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng với người dân gần đó đã tìm phương án giải cứu các cháu nhỏ tại chỗ. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Gia Lai đã điều ngay một phương tiện cùng 9 cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn tham gia ứng cứu. Đến khoảng 17 giờ 45 phút, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công các cháu nhỏ. Mỗi khi trời mưa, hàng chục hộ dân phải dắt díu nhau ra trước nhà ngồi vì sợ đất đá có thể đổ ập xuống đè sập nhà bất cứ lúc nào. Tình cảnh xảy ra tại khu vực đồi Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tại địa điểm này năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã có giao công ty Minh Minh Đạt thực hiện dự án cấp bách xử lý tạm thời sạt lở. Thế nhưng 4 năm trôi qua, người dân sinh sống tại đây vẫn cứ phải hàng ngày lo lắng. Chưa đến một tháng trước, đất đá từ trên đồi đổ xuống đè sập gây hư hại 3 căn nhà. Đang ở trong nhà này thì nghe rầm nó chạy ra. Nó lỡ sạc ngoài thì hai chồng ở tại đằng trước. Sống mà kiểu như một ba một bên ngoài thì cũng tính mạng mình là cũng nguy hiểm. Theo tìm hiểu, công ty Minh Minh Đạt đã không thi công đúng hồ sơ thiết kế. Thay vì phải bạc mái đồi để chống sạt lở thì công ty lại khoét sâu về chân đồi, gây ra hiện tượng đất sạt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân sống dưới chân đồi. Giải quyết cấp bách nhất là giai đoạn một lúc sinh sống ở người dân sinh sống đó là có 7 hộ là
cho nên rất là nguy hiểm, mỗi lần mưa là đất cát có thể là trôi ra đường. Nhiều hộ dân sinh sống dưới chân đồi Phú Sơn đang mong mỏi dự án chống sạt lở sẽ được thực hiện đúng và nhanh, như cái tên dự án là cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất ven quốc lộ 20. Một người phụ nữ cùng con gái 1 tuổi đã bị lừa bán sang Trung Quốc, làm vợ qua nhiều người đàn ông và thường xuyên hứng chịu đòn roi, bóc lột sức lao động trong hơn 5 năm. Ngày 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân đưa về đoàn tụ với gia đình. Nạn nhân là chị S cùng con gái 1 tuổi đã bị đối tượng Hoàng Thị Lên ngụ Đắk Lắk lừa lên Cao Bằng. Tại đây, Lên cùng một người khác tình cờ đang sinh sống ở Trung Quốc đưa nạn nhân vượt biên rồi bán cho người đàn ông lấy làm vợ với giá 4.000 nhân dân tệ. Sau đó tôi bị bán qua rất nhiều người đàn ông. Sang bên đó thì tôi bị đánh đập và bóc sức lao động. Tháng 8 năm nay, thông qua mạng xã hội WeChat, chị S đã liên lạc được với em gái của mình là chị B để tố giác vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra. Chỉ sau 2 ngày bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công hai mẹ con chị S đưa về Đắk Lắk đoàn tụ với gia đình. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ cô giáo kéo lê học sinh ở Sóc Sơn, Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác với người này. Cụ thể, Sở có công văn yêu cầu Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và công tác tư vấn tâm lý học đường đối với cô NTP theo quy định vì có hành vi không chuẩn mực đối với học sinh. Trước đó, vào ngày 29 tháng 9, cô giáo P, giáo viên môn giáo dục công dân, cũng là chủ nhiệm lớp, đã túm áo kéo lê nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp. Theo tường trình của cô P, em NTKC là bí thư đoàn thanh niên lớp, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật, nhưng lại đặt khác với thống nhất với cô giáo chủ nhiệm. Sau khi trao đổi, cô P bảo học sinh C ra đứng ở cửa lớp, không cho vào, để em tự giải quyết chiếc bánh mình đặt. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đi ra cửa, thì học sinh C quỳ xuống ở cửa lớp. Cô P bảo học sinh đứng lên, học sinh không đứng lên. Học sinh nằm ra cửa lớp, cô giáo có kéo áo học sinh. Cô P thừa nhận hành vi kéo áo là chưa được chuẩn mực, xử lý nóng vội, gây hiểu lầm. Cô đã nhận thức được vấn đề nghiêm trọng và đồng ý với điều chỉnh phân công nhiệm vụ của nhà trường. Hiện nay, nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư tiền để đăng ký những khóa học tập hay là trải nghiệm cho các con. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng đã lập ra trang trên mạng xã hội Facebook để trải nghiệm giả những bác sĩ nhí, giả mạo tổ chức uy tín, hòng chiếm đoạt tiền phụ huynh học sinh. Điều đáng nói là đã có nhiều người lên tiếng nhưng trang fanpage này vẫn ngang nhiên hoạt động. Chỉ cần gõ dòng chữ em là bác sĩ nhí, Facebook sẽ cho ra kết quả là những trang fanpage quảng cáo về chương trình em là bác sĩ nhí Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng mạo danh Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện Kỹ năng Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường đã phủ nhận thông tin trên website chính thức. Nhiều nạn nhân cũng đã phản ánh về việc dù đã chuyển khoản phí tham gia nhưng chương trình vẫn bặc vô âm tín. Nhiều bậc phụ huynh đã chuyển khoản cho các đối tượng mà rõ ràng là mình chưa có sự xác minh danh tính. Nhu cầu để cho con theo học rất là cao thì người dân cần phải đặt một cái niềm tin đúng chỗ, đúng những nơi có uy tín thì mới có thể đảm bảo được cái tài sản của mình. Hiện các đối tượng mời gọi giăng bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo các luật sư, người dân nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Người dân cần phải tỉnh táo trước những thủ đoạn của các đối tượng. Nếu thấy dấu hiệu lừa đảo, các bậc phụ huynh cần liên hệ đến các cơ quan tổ chức để xác minh thông tin, tránh mắc bẫy của loại đối tượng này. Ngay sau đây trong chương trình, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại Bangladesh cao kỷ lục. Triển lãm tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo giữa những tranh cãi về sáng tạo nghệ thuật. Từ đầu năm đến nay, Bangladesh đã ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong do sốt xuất huyết. Đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh do muỗi lây truyền nghiêm trọng từ trước tới nay tại quốc gia Nam Á này. Thông tin được Bộ Y tế Bangladesh công bố hôm 1 tháng 10. Tính từ tháng 1 năm nay, Bangladesh xác nhận hơn 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong. Theo giới chức y tế sơ tại, số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay cao hơn tổng số ca tử vong ghi nhận trong mọi năm trước cộng lại tính từ năm 2000.
thời điểm quốc gia Nam Á chứng kiến đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Hồi tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch sốt xuất huyết hiện nay tại Bangladesh đang gây áp lực lớn đối với hệ thống y tế của nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đã dẫn đến sự lây lan nhanh và rộng hơn của bệnh sốt xuất huyết cũng như các bệnh khác do muỗi gây ra. Các nhà khoa học cho rằng thời tiết ngày càng nóng và mùa mưa bất thường đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản. Canada phải đối mặt từ đông sang tây với mùi cháy rừng lịch sử. Quebec, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước, khiến nhiều người dân phải bỏ lại mọi thứ phía sau. Có nơi đã phải sơ tán hai lần dưới áp lực không ngừng của ngọn lửa. Chưa từng thấy trước đây, đặc biệt về quy mô, thời gian, hậu quả to lớn về lâu dài. Đó là những nhận định khi các nhà khoa học nhìn vào những con số để đánh giá về mùa cháy rừng ở Canada. Chưa bao giờ có nhiều khu vực bị đốt cháy như vậy. 18 triệu hecta, 6.400 vụ cháy, hơn 200.000 người dân phải sơ tán. Quebec là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là vùng xa xôi Abitibi, Témiscamingue, nơi ngành lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng. Tại một trong những khu rừng vân sam đen, chỉ có một vài bụi rêu có thể chống cự lại ngọn lửa, nhiều cây đã cháy thành than. Theo các chuyên gia, đối mặt với thống kê đáng báo động này, và nếu chúng ta tiếp tục xu hướng hiện tại, đến năm 2100, có lẽ chúng ta sẽ mất 1/3 diện tích rừng phương Bắc ở Quebec. Cần biết rằng vòng tròn cây xanh này, vùng hoang dã rộng lớn nhất thế giới, bao quanh Bắc Cực từ Canada qua Alaska, Siberia và Bắc Âu, rất quan trọng cho tương lai của hành tinh. Những bức tranh do trí tuệ nhân tạo làm ra đã được giới thiệu tại một triển lãm ở Kuwait. Đây cũng là nơi thảo luận về vấn đề liệu các tác phẩm AI có thể được xem là nghệ thuật hay không và sự phát triển của AI trong lĩnh vực này sẽ tác động như thế nào đến nghệ sĩ và sự sáng tạo trong nghệ thuật. Triển lãm tại Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật NUA trưng bày tranh ảnh được tạo ra bởi AI, gồm ứng dụng, máy vẽ kỹ thuật số và thuật toán. Những công cụ AI này được con người cung cấp những câu hoặc từ ngữ, rồi từ những thông tin đó tạo ra bức ảnh liên quan. Một trong những công cụ đó là Clicky AI, ứng dụng điện thoại vừa có thể chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, vừa là một nền tảng mạng xã hội cho các bức ảnh AI. Có nhiều nghệ sĩ tận dụng sự hỗ trợ của AI. Họ có thể có một ý tưởng nào đó, nhưng không biết cách phát triển. AI có thể giúp đỡ họ và đóng góp vào quá trình sáng tạo. Sự sáng tạo không đến từ công nghệ, mà là từ con người và mức độ phát triển về tâm lý và tinh thần của người nghệ sĩ. AI có thể được yêu thích và tạo ra được nhiều bức ảnh, nhưng đó không phải là sáng tạo. Ban tổ chức của triển lãm tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật và hỗ trợ thay vì kìm hãm sự sáng tạo. Tiếp theo là những thông tin thể thao và cập nhật giờ chót. Ronaldo ghi bàn đầu tiên tại cúp C1 châu Á giúp Al Nassr lội ngược dòng ấn tượng. Công an 3 tỉnh thành bắt khẩn cấp nghi phạm bắt cóc trẻ em. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21:20 hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Thanh Sơn về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trước đó, nhận được thông tin có đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Long An đang trên đường bỏ trốn, có khả năng di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, kiểm soát các phương tiện giao thông qua địa bàn nghi vấn có đối tượng đang lẫn trốn. Đến 21:20 hôm qua trên quốc lộ 20, đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi y đang lẫn trốn trên xe khách, di chuyển theo hướng Đồng Nai, Lâm Đồng. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai sau khi bắt cóc bé gái thì chở lên thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào một khách sạn rồi để tại đó. Công an có mặt tại khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn. Trong đêm, công an đã đưa bé về đoàn tụ với gia đình. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm là bạn bè với cha của nạn nhân. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào tối nay trên khung giờ quen thuộc là 18:30 trên HTV7 và HTV9 để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.